Chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc Touring Light Road, tức là tất cả các cấu hình của chiếc xe y như một chiếc xe đua, nhưng mà lại được trang bị tay bằng giống dòng đi trong phố. Thì cái ưu điểm của nó là dây âm sườn, và ưu điểm của nó là đi tốc độ như một chiếc xe đua nhưng mà lại dễ đi như một chiếc xe đi trong phố. Thì đây là gọi là dòng Touring Light Road mang thương hiệu là Mammut. Mammut là tức là con voi ma mút thời xưa đấy bác, các bác, là một cái hàng rất là ok. Là xe được trang bị full group Shimano Zip, full là từ tay chuyển số cho đến gạt cho đến củ đề đó. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho các bác xem. Đây, về phần sơn, tất cả các thứ là sơn là nguyên bản, sơn nguyên bản hết các bác nhé. Sơn còn rất là đẹp. Vành bánh là Mammut đi vòng, quay rất bon luôn. Bê đan đi vòng luôn. Đùi Chubati của Mỹ. Gạt đĩa Clarit. Sơn rất là đẹp, hầu như không có vết xước nào to lớn và đáng kể hết. Yên cũng còn rất là đẹp, không có rách gì. Được trang bị lốp là Continental, trang bị lốp Continental dòng đi phố, mà lốp đôi lốp này rất là đắt các bác nhá. Một đôi lốp này nó những mấy trăm nghìn một đôi ấy, gần 1 triệu một đôi lốp. 8 lít, trang bị củ đề Shimano Clarit, bánh cũng là của hãng Mammut đâu. Bây giờ em sẽ vào đo size. Em sẽ đo size của chiếc xe để cho các bác xem nhé. Size đứng của chiếc xe là từ tâm trục đạp cho đến cái khóa yên này là 51 cm. Size này là size cũng không phải là nhỏ, mà size cũng trung bình, dành cho các bác từ khoảng 1m68 cho đến 1m75. 1m68 cho 1m78 là đi phù hợp, tức là khoảng loanh quanh khoảng trên dưới 1m7, chứ còn tầm 1m62 là không đi được chiếc xe này. 52, giống ngang là 52, giống đứng là 51, giống ngang là 52 cm các bác nhé. Và bây giờ em sẽ vào test chuyển động xe. Chuyển động xe của chiếc xe thì được trang bị củ đề Shimano Clarit, gạt đĩa Shimano Clarit, bộ tay bấm chuyển số. Bộ tay bấm chuyển số Shimano Clarit. Đó. Hai bên luôn. Và bây giờ em sẽ chuyển số cho các bác xem. Chuyển nít này. Rất mượt luôn các bác nhé. 8 lít. Phát nào ra phát đấy. Bây giờ em sẽ chuyển đĩa. Hai đĩa, cấu hình như một chiếc xe đua nhưng mà lại được trang bị tay bằng, giúp cho các bác đạt được tốc độ của xe đua nhưng mà lại rất dễ đi. Chiếc xe có giá bán tại cửa hàng bên em là 7,9 triệu. Bao ship toàn quốc cho các bác, chuyển hết tiền 100% và bảo hành về phần chuyển động cho các bác 1 năm. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì hãy liên hệ với số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe, mẫu xe đẹp khác bọn em đưa lên trên kênh để không bỏ lỡ những chiếc xe đẹp nào. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.